Sau Masu no Valkyrie lấy bối cảnh ở thiên giới, nơi các vị thần của tất cả các nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới đều tề tựu lại dưới sự đứng đầu của thần Zeus. Cứ 1000 năm, các vị thần sẽ họp mặt tại cung điện Valhalla để bàn về chuyện tiếp tục cho con người sống tiếp hay sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Sau hàng ngàn năm dẫn dắt loài người phát triển, các vị thần cảm thấy con người đang ngày càng tha hóa và trở nên xấu xa. Tất cả các vị thần đều bỏ phiếu đồng thuận thanh trừng toàn bộ loài người, đưa trái đất về thuở sơ khai. Ngay lúc quyết định sắp được đưa ra, Vranith, một trong 13 Valkyrie trong thần thoại Bắc Âu, đã lên tiếng kêu gọi một trận quyết chiến giữa người và thần để định đoạt số phận của nhân loại. Theo điều luật được đưa ra, hai phe sẽ cử ra 13 đại diện để thi đấu một đối một với nhau. Bên nào đạt được 7 trận thắng sẽ giành lấy thắng lợi chung cuộc. Đây chính là thể thức được các vị thần đưa ra để tạo cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Tuy nhiên, Ragnarok chưa từng được áp dụng vì các thần cho rằng con người không thể đánh bại được thần. Bằng cách khiêu khích các vị thần, Vranith đã có thể bắt họ đồng ý việc tổ chức Ragnarok. Cô đã chọn ra 13 người ưu tú nhất trong lịch sử nhân loại để đối đầu với các vị thần. Ngoài ra, để thế trận trở nên cân bằng hơn, Vranith cùng các chị em Valkyrie đã hóa thân thành các loại vũ khí hỗ trợ cho nhân loại chiến đấu. Bộ truyện này đã thành công khi đánh vào sự tò mò lớn nhất của người xem khi đặt ra câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu những con người mạnh nhất của nhân loại thi đấu đối kháng với những vị thần mạnh nhất. Sự điên rồ của bộ truyện này càng thể hiện rõ hơn khi những vị thần từ mọi nền văn hóa, tôn giáo đều được xây dựng một cách mới mẻ. Các chiến binh trong lịch sử loài người cũng chính là những tên cười máu mặt được rất nhiều độc giả hâm mộ. Những trận tỷ thí trong sao Masu no Valkyrie đều là những trận so tài đến chết, cả người và thần đều phải dốc toàn lực đấu với nhau và họ đều nhắm tới vinh quang vĩ đại nhất chính là chiến thắng, không tránh né, không nhân nhượng. Sao Masu no Valkyrie chính là manga mà những trận chiến đẫm máu được thể hiện lên một cách chân thực và tàn bạo nhất. Bên cạnh yếu tố giao tranh hấp dẫn, bộ truyện này còn đem lại nhiều triết lý đáng suy ngẫm về cả con người và thần linh. Các vị thần có thực sự là những thực thể tối thượng luôn luôn công bằng? Con người có phải chỉ toàn những điều xấu xa, tham lam, ích kỷ và dối trá? Hãy đọc Sao Masu no Valkyrie và đọc thật kỹ để thấy được những điều hay ho mà tác giả đã đưa vào trong toàn bộ diễn biến truyện. Bộ truyện tranh này sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những phân cảnh của trận chiến, có vui, có buồn, có thất vọng hay thậm chí là cả sự phẫn nộ. Thế nhưng không có gì nhiều để đánh giá khi mà tác giả đã làm cực kỳ tốt trong việc tạo dựng cốt truyện. Sao Masu no Valkyrie sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn là một người yêu thích truyện tranh.